xin kính chào quý thầy cô, các anh chị, các bạn ở các đầu cầu trong buổi chiều uh, sinh hoạt khoa học chiều ngày hôm nay tại trung tâm đào tạo trực tuyến khám chữa bệnh từ xa của bệnh viện Bạch Mai. Uh, trong chương trình để mở đầu chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Huy tại công tác tại trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện Bạch Mai trình bày chủ đề bệnh huyết mò và các biến chứng trên tim. Xin trân trọng kính mời bác sĩ. Kính thưa kính thưa thầy bình thưa các thầy cô có mặt trong hội trường và cùng các anh chị đồng nghiệp và các đầu cầu sau đây thì sự phân công của chúng ta bệnh nhiệt đới em xin trình bày một cái bài đây là bệnh Whitmore và các biến chứng trên tim ở trên chúng ta đã biết bệnh Whitmore thì không còn xa lạ gì với chúng ta hiện tại à, vì là đã có rất là nhiều những nghiên cứu ở trên à, bệnh tại Việt Nam cũng như trên thế giới tuy nhiên là các biến chứng trên tim thì à, ít được nhắc đến ở trên à, với bệnh huyết mò vậy à, những cái biến chứng trên tim này là gì và cái chẩn đoán cũng như điều trị ra sao thì chúng ta đi vào bài ngày hôm nay trước khi đi vào bài thì có một uh, em xin trình bày một cái ca lâm sàng tại trung tâm bệnh nhiệt đới của bệnh viện Bạch Mai đó là một cái bệnh nhân nữ 72 tuổi bệnh nhân này uh, ở uh, Nam đàn Nghệ An và uh, nghiệp là người già có uh, nghề nông tiền sử của bệnh nhân thì có đái tháo đường tiếp 2 uh, 4 năm và điều trị thuốc viên có tăng huyết áp có suy tim dung nhĩ uh, đang điều trị aspirin và bệnh nhân này có gãy xương sườn do tai nạn sinh hoạt cách đây 4 tháng. Cách vào viện 3 ngày thì bệnh nhân xuất hiện một cái triệu chứng về đường tiêu hóa đó là đi ngoài phân lỏng, không khai thác được nhảy máu với số lượng là 3 lần một ngày. Bệnh nhân không khai thác được sốt và có tự điều trị thuốc tại nhà không rõ. Sau đó thì bệnh nhân xuất hiện khó thở và tức ngực trái vào bệnh viện Hữu Nghị Nghệ An được điều trị kháng sinh không rõ loại. Sau điều trị 4 ngày thì bệnh nhân xuất hiện đau ngực, khó thở nhiều hơn. Và lúc này thì các anh chị đã được chụp MSCT lồng ngực có hình ảnh tràn dịch màng ngoài tim với chiều dày là 3,2 cm. Bệnh nhân đã được chỉ định là chọc dẫn lưu màng ngoài tim và đã được cấy dịch màng ngoài tim thì ra vi khuẩn là Bucorea aeromalay. Bệnh nhân đã được điều trị theo phác đồ của Bộ y tế đó là Meropenem 3 g một ngày. Tuy nhiên là tình trạng bệnh nhân vẫn còn khó thở tức ngực kèm theo là còn sốt và bệnh nhân đã được chuyển đến bệnh viện ảnh mai tại viện bệnh viện Bạch Mai thì chúng em thấy là bệnh nhân thứ nhất là tỉnh có cái hội chứng nhiễm trùng với sốt nhẹ 38 độ, xét nghiệm lúc vào có bạch cầu 14.000 với CRP là 4,4. Với chẩn đoán hình ảnh CT ngực thì có hình ảnh kính mờ kèm xẹp phổi dạng giải hai bên, dày và dạng giãn nhánh phế quản hai bên, có à, vẫn còn nhiều dịch bằng ngoài tim khoảng 3,1 cm và gãy cũ cung sau xương sườn 6 7 8 bên phải. Siêu âm tim thì có hở hai lá, hở chủ có tràn dịch màng tim số lượng vừa và nhiều tập trung phía mặt bên và dưới nhĩ phải và thất phải có dày dính lá thành và lá tạng vùng mỏm tim lớp fibrin dày 10 11 mm bám xung quanh à, thất phải và chất trái à, và thành bên thất phải là 2,6 cm cạnh nhĩ phải là 2,8 cm có dấu hiệu chèn ép nhẹ nhĩ phải và thất phải trên siêu âm chính vì thế nên là trung tâm mình giới đã mời hội chuẩn toàn viện và cũng có thầy Bình là À, chủ tịch hội đồng đã quyết định là chẩn đoán một cái là viêm mủ màng ngoài tim do vi khuẩn Bucorea seromalase và bệnh nhân này đã được chỉ định là phải dẫn lưu dịch màng ngoài tim. Và đây là cái hình ảnh x-quang phổi lúc à, bệnh nhân mới vào với hình ảnh tim to và trên CT ngực là có hình ảnh dịch màng ngoài tim là 3,1 cm. Trên siêu viêm tim thì như lúc nãy đã trình bày là có cái hình ảnh à, dịch màng ngoài tim ở thất phải À, và cũng như là có fibrin trong cái dịch màng ngoài tim và khi à, khoa phối hợp giữa các chuyên khoa trong bệnh viện đánh Mai thì đã phối hợp để lấy dẫn lưu à, dịch màng ngoài tim khi mà đi vào ở phía bên à, bên trái thì thấy rằng là cái màng ngoài tim rất là dày dính và khó bóc tách dỉ máu nên là không thể phẫu thích bằng cái đường bên trái và sau đó thì đi bên phải thì thấy rằng là có 150 ml dịch nhiều dịch đục và có giả mạc và lúc này thì bên phẫu thuật cũng đã lấy dịch để gửi giải phẫu bệnh và nguy cơ là bệnh nhân này sẽ là có viêm ngoài tim co thắt vậy câu hỏi đặt ra là tiếp theo điều trị bệnh nhân này như thế nào với kháng sinh chúng ta đã dùng là meropenem là cái kháng sinh rất là tốt cho vi khuẩn buccleasulomale mà cái việc tái phát dịch màng ngoài tim vẫn còn vậy phát đồn tiếp theo cho bệnh nhân là ra sao thì thứ nhất là em xin định, uh, trình bày thứ nhất là bị uh, sự phát triển của bệnh Whitmore hay Meridos uh, thì bắt đầu từ năm 1911 và với cái tỷ lệ tử vong rất là cao lúc đó là khoảng 74% nhưng khi năm 1989 khi Septazidin ra đời thì cái tỷ lệ tử vong này nó giảm xuống từ 74 xuống 37% và hiện tại ceftazidime vẫn là những, một trong những lựa chọn kháng sinh đầu tay khi mà chúng ta lựa chọn à, điều trị vi khuẩn Whitmore và cái thứ hai là vi khuẩn à, đã được cũng đã được à, phân tích bộ gen cũng như là cơ chế bệnh sinh để chứng minh cái khả năng mà nó có thể trốn tránh à, cái sự thực bào của đại thực bào dẫn tới là chúng ta phải điều trị kéo dài bằng cái kháng sinh là trimethoprim và sulfamethoxazone và kháng sinh với phác đồ điều trị hiện nay đó là septazidim hoặc kháng sinh meropenem và duy trì bằng tuy methoprim sulfamethoxazone vi khuẩn bucorea pseudomalay là một vi khuẩn họ pseudomona đa c chi bucorea và còn là một cái trực khuẩn gram âm oxida dương tính và bắt màu đậm hay cực nếu mà vi sinh ở một số các bệnh viện đã quen thuộc với vi khuẩn này, nếu khi soi thấy những cái trực khuẩn gram âm và có hình kim băng bắt màu đậm ở hai cực thì các anh chị sẽ nghĩ ngay tới vi khuẩn seromalei. Một số trường hợp là cũng đã được chẩn đoán dựa vào những cái hình ảnh ban đầu như thế. Mặc dù là có thể máy định danh nhầm thành vi khuẩn bucolacipacia là một vi khuẩn gây bệnh trong bệnh viện hoặc là một cái vi khuẩn là à, trực khuẩn mủ xanh thì cũng có thể nhầm. Vi khuẩn này thì là có mặt ở trong đất bùn nước bề mặt và nó lây truyền qua đường da tổn thương và cũng như là đường hô hấp. Và vi khuẩn này là tương đối dễ phân lập chứ không khó phân lập như là chúng ta đã à, cũng đã từng nghĩ. bệnh như à, vi khuẩn kháng tự nhiên với các penicillin thế hệ 1, 2 của cephalosporin, aminoglycosid, rifampicin và colistin. Với cái cơ chế bệnh sinh của vi khuẩn thì cũng đã được làm sáng tỏ khi mà à, vi khuẩn có thể trốn tránh được cái quá trình thực bào à, dẫn tới à, một cái phác đồ điều trị phải kéo dài với đặc điểm lâm sàng à, diễn à, tổn thương rất là nhiều cơ quan và đa dạng, có thể nhầm với rất nhiều những cái vi khuẩn khác, ví dụ như là tụ cầu, ví dụ như vi khuẩn lao, ví dụ như trục khuẩn màu xanh. Vậy biến chứng trên tim mạch cũng đã được nhắc tới với uh, chủ yếu là cái những cái nhiễm khuẩn huyết với 40 đến 60% uh, nhiễm khuẩn huyết. Ngoài ra thì có thể là có tràn dịch màng ngoài tim hoặc là một cái phình mạch dạng nấm ở trên những cái biến chứng tim mạch. Trong các báo cáo của uh, Việt Nam cũng như là một số các báo cáo của Australia thì đúng là biến chứng tim mạch là một cái biến chứng hiếm gặp vì là uh, hầu hết các tổn thương ở các uh, được báo cáo đều là tổn thương phổi, tổn thương ở ngoài da. À, các tổn thương à, áp xe ở các cơ quan à, gan lách thận hoặc là à, tổn thương hệ thần kinh trung ương mà gần như là không có những cái trường hợp bệnh về những cái biến chứng tim mạch ngay kể cả trong à, 540 ca bệnh theo dõi trong vòng 10 năm của tác giả Beth Qui thì cũng không nhắc tới những cái biến chứng về tim mạch có thể xảy ra tổn thương đại thể của vi khuẩn Whitmore thì nó là những cái tổn thương áp xe mủ à, ở à, như à, có thể ở phổi À, hoặc là ở à, lách như cái hình C như thế này chúng ta có thể thấy là những cái tổn thương áp xe, à, micro áp xe ở lách và có thể nó à, làm dày dính cái cái khoang ở lách và à, khoang ở thành bụng hoặc là ở D này là chúng ta có thể thấy là có những cái ổ tổn thương áp xe ở trong thận à, từ à, à, tùy thận tới vỏ thận Tổn thương mô bệnh học được nhắc đến thì chủ yếu là những cái thâm nhiễm bạch cầu lympho và đặc biệt là cũng có uh, những cái thâm nhiễm uh, ở trong những cái mô cơ tim uh, với những cái tổn thương ngoài phổi. Vậy những tổn thương tại tim do vi khuẩn bucraserum alay uh, đã được nhắc đến thì thường là hiếm gặp là dưới 1%. Tuy nhiên trong những ca bệnh đầu tiên năm 1913 thì tác giả Alfred Whitmore cũng đã mô tả tổn thương nhỏ trên van hai lá khi mà đã khám nghiệm tử thi và những tổn thương của tim đã được báo cáo đó là viêm màng ngoài tim từ 1 đến 3%, có viêm cơ tim, có sùi van tim hoặc là phình động mạch phảnh nhiễm khuẩn. Những uh, tổn thương này thì các vi khuẩn khác cũng có thể gặp, tuy nhiên là có một số điểm khác biệt khi mà với vi khuẩn Bucella Malaysia. -Vale. Với một cái nghiên cứu uh, systematic review thì người ta thấy rằng có 980 bài báo và có 41 trường hợp báo cáo thì với tổn thương uh, chính vẫn là cái lứa tuổi trung bình là 58 tuổi và 95% là nam giới, nghề nghiệp thì vẫn là có thể liên quan đến đất nước và đái tháo đường vẫn là yếu tố nguy cơ chính. À, tỷ lệ tử vong lên tới 100% với những trường hợp viêm cơ tim nhưng tất nhiên những cái trường hợp này là hồi cứu. Và chẩn đoán vi sinh ở trong những cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng chủ yếu là cái cấy dịch màng tim và sau đó đến cấy máu cây máu thì cái tỷ lệ nó chỉ có 34,2% với câu hỏi đặt ra là làm sao để vi khuẩn có thể xâm nhập được vào dịch màng tim mà cái cái cái, cái phần trăm cây máu này lại thấp như vậy. Và phác đồ điều trị thì vẫn lựa chọn phác đồ ceftazidime hoặc piperacillin phối hợp với một nhóm cotrimoxazone và liệu pháp uh, duy trì đó là cotrimoxazole uh, kết hợp với doxycycline thứ nhất là cái tổn thương về viêm nội tâm mạc thì uh, với y văn thế giới thì người ta mới mô tả được 11 bệnh nhân uh, với uh, đều là nam giới có độ tuổi từ 29 đến 73 tuổi và tổn thương ở đây thì người ta thấy rằng là có tổn thương sùi van động mạch chủ uh, và sùi van hai lá nhưng tuy nhiên kích thước của khối sùi thì thường nhỏ hơn 1cm và với những cái trường hợp viêm nội tâm mạc như thế này thì cái tỷ lệ tử vong chỉ là 16,7% và không có bệnh nhân nào cần uh, phải uh, thay van với phác đồ điều trị à, tấn công thì là khoảng 4 tuần, phác đồ điều trị duy trì là khoảng 6 tuần. Những cái trường hợp viêm cơ tim thì chỉ có 3 trường hợp được báo cáo và đều là những cái trường hợp hồi cứu thì người ta thấy rằng độ tuổi thì là khoảng từ 38 đến 58 tuổi và 100% bệnh nhân đều tử vong à, và đều được mổ tử thi để à, có những cái hình ảnh à, và tổn thương về cơ tim viêm màng ngoài tim là hay gặp nhất ở những cái biến chứng ở tim mạch ở bệnh nhân Whitmore mà đã được báo cáo với 49 bệnh nhân, độ tuổi trung bình là 47,5 tuổi và những cái chẩn đoán vi sinh từ cấy dịch màng tim là 90,3% và cấy máu dương tính là chỉ có 22,5%, tỷ lệ cấy máu nó nhỏ hơn so với cả cái tỷ lệ cấy dịch màng ngoài tim. Như vậy là có thể là cái vi khuẩn Whitmore sẽ xâm nhập từ những ổ kế cận, ví dụ như là À, từ những cái áp xe gan, áp xe phổi có thể xâm nhập vào những cái màng ngoài tim mà không qua đi qua đường máu. Tỷ lệ tử vong ở trong những trường hợp viêm màng ngoài tim ở đây là ghi nhận là 10,3% và 20,7% thì bệnh nhân à, khoảng 1/5 bệnh nhân có cần can thiệp là mở cửa sổ màng ngoài tim hoặc phẫu thuật cắt màng ngoài tim à, sau những cái biến chứng mà viêm màng ngoài tim có thắt. Và với à, điều trị thì trung bình là khoảng 6 tuần à, phát đồ tấn công và điều trị duy trì là khoảng 14 tuần. Một số các trường hợp ở uh, tổng hợp ở trên thế giới thì người ta thấy rằng những cái trường hợp mà viêm màng ngoài tim do vi khuẩn Wittmore thì hoàn toàn có thể uh, bị nhầm lẫn về lâm sàng với những cái viêm màng ngoài tim do lao. Vì vậy nên là uh, người ta khuyến cáo vẫn là uh, khi để chẩn đoán xác định giữa hai bệnh này vẫn phải lấy được bệnh phẩm mà ngoài uh, dịch màng ngoài tim để có thể là nuôi cấy và uh, sinh thiết, uh, sinh tiết mô bệnh học để chẩn đoán giữa hai bệnh này. Những cái biến, biến chứng về một biến chứng nữa cũng hiếm gặp ở bệnh tim mạch ở trong bệnh Melodos thì đó là bệnh phình mạch vành nhiễm khuẩn. Ở đây thì chỉ có một số ca bệnh được báo cáo lẻ tẻ. Ở đây trong một cái ca bệnh uh, rất hay À, báo cáo với chỉ một cái trường hợp bệnh nhân nam 73 tuổi bệnh nhân này chẩn đoán một cái sốt kéo dài đã cấy máu rất nhiều lần, không rõ nguyên nhân sau đó thì bệnh nhân có cái tình trạng là có phình mạch vành nhiễm quẩn và khi người ta can thiệp mà cái khối mạch vành này và lấy máu ở trong cái à, mạch vành, à, trong cái túi phình này đi à, lấy đi cấy, nuôi cấy thì mới phát hiện ra vi khuẩn Melodose à, sự à, phát hiện ra vi khuẩn Melodose sẽ làm thay đổi cái phác đồ điều trị cũng như là thay đổi cái thời gian để chúng ta phải theo dõi cho bệnh nhân. Bệnh menudos thì đã được bệnh viện đã được Bộ Y tế có một cái quyết định hướng dẫn chẩn đoán điều trị năm 2019 với phác đồ tấn công là ceftazidime, meropenem hoặc imipenem với mục tiêu là giảm nhanh cái lượng vi khuẩn và tránh biến chứng nặng và sốc nhiễm khuẩn. Tuy nhiên là thứ hai là phải có phác đồ điều trị duy trì bằng cotrimoxazone, doxycycline hoặc amoxicillin clavulanat sẽ tùy thuộc vào cái từng thể bệnh cũng như tùy thuộc vào từng đối tượng bệnh nhân. Và thời gian điều trị kháng sinh thì nó sẽ tùy thuộc vào cái tổn thương của từng cá thể. Ví dụ như là với chỉ có áp xe da thì giai đoạn tấn công trong vòng 2 tuần. Tuy nhiên nếu mà có phình mạch do vi khuẩn thì giai đoạn tấn công phải đến 8 tuần, tức là khoảng 2 tháng giai đoạn duy trì thì ít nhất là trong 3 tháng và với những trường hợp viêm tủy xương hay nhiễm trùng thần kinh trung ương có thể kéo dài 6 tháng hoặc phình mạch do vi khuẩn mà đã được xác định do vi khuẩn Bucorea cereus thì phải điều trị kéo dài và với uh, những cái lưu ý là chỉ khi nào chúng ta dẫn lưu được uh, hết những cái ổ áp xe thì chúng ta mới bắt đầu tính tới với cái việc là thời gian điều trị uh, giai đoạn tấn công hoặc là giai đoạn duy trì. Vậy trong cái uh, mà những cái nghiên cứu về điều trị những cái bệnh nhân mà có biến chứng trên tim mạch thì người ta thấy rằng là 83% bệnh nhân sử dụng điều trị cái phác đồ vẫn là theo cơ sở đó là cetazidin hoặc capapenem phối hợp với một nhóm cotrimoxazone trong thời gian điều trị là khoảng 4 đến 6 tuần, tức là À, khoảng tầm à, một tháng. Và giai đoạn duy trì thì người ta vẫn phải phối hợp giữa Cotrimoxazone, doxycycline với thời gian điều trị duy trì là khoảng 10,3 tuần, tức là trong vòng khoảng, khoảng 3 tháng. Và với tỷ lệ tử vong ở trong các nghiên cứu là khoảng 18,4%, tức là không cao so với cả tỷ lệ tử vong à, do à, vi khuẩn huyết mô chung à, và trong đó thì vẫn 29,4% mặc dù có điều trị thì vẫn có viêm mủ màng ngoài tim hoặc là có huyết khối. Với bệnh nhân này đầu tiên là bệnh nhân đã được dùng meropenem 3g một ngày nhưng cái tỷ lệ kháng tức là vẫn còn tái phát cái dịch mủ mà ngoài tim. Vì vậy chúng tôi quyết định điều trị phối hợp trong giai đoạn tấn công bằng meropenem 3g phối hợp thêm một nhóm Cotrimoxazone. và sau thời gian là 2 tháng tức là khoảng 8 tuần kể từ khi chúng ta được dẫn lưu màng ngoài tim là chúng tôi tấn duy trì giai đoạn tấn công và sau đó chuyển sang đoạn giai đoạn duy trì bằng Cotrimoxazone dự kiến là sẽ phải khoảng 3 đến 6 tháng tùy theo diễn biến lâm sàng của bệnh nhân. Sau khi bệnh nhân đã được uh, điều trị hết phác đồ tấn công thì tình trạng ổn định thì bệnh nhân đã được chuyển uh, phác đồ duy trì uh, và ra viện. Tiếp theo một cái phần điều trị vô cùng quan trọng đó là mà ở những cái bệnh nhân biến chứng tim mạch này đó là mà, hồi sức tích cực là vô cùng quan trọng ở trên những bệnh nhân có biến chứng tim mạch và đặc biệt là phải kết hợp ngoại khoa trong việc điều trị phối hợp trong việc phẫu thuật dẫn lưu dịch hoặc mủ màng ngoài tim hoặc phẫu thuật mở cắt màng ngoài tim và biến chứng xa với những bệnh nhân mà có những cái biến chứng tim mạch là phải là những cái viêm màng ngoài cái tim co thắt vậy à, kết luận của bài ngày hôm nay thì tôi xin được kết luận thứ nhất là tổn thương tim do vi khuẩn bucculare pseudomale là hiếm gặp và viêm nội tâm mạc viêm ngoài ngoài tim viêm cơ tim hay phình mạch vành là những biến bệnh cảnh đã được báo cáo. Viêm màng ngoài tim là hay gặp nhất và biến chứng là có thể là gây ra viêm màng ngoài tim co thắt. Việc điều trị thì nên cá thể hóa về phác đồ điều trị kháng sinh cho từng và thời gian sử dụng kháng sinh theo những cái hướng dẫn của Bộ Y tế. Phác đồ tấn công phối hợp cotrimoxazole hoặc hoặc doxycycline phải nên xem xét trong những trường hợp mà có tưởng tổn thương viêm màng ngoài tim mà không đáp ứng với những cái trường hợp điều trị đơn độc kháng sinh, ceftriaxime hoặc các thông thường phải có sự dẫn lưu kết hợp mà viêm với dẫn lưu màng ngoài tim, mở màng ngoài tim để điều trị triệt để những cái biến chứng trên tim. ạ Dạ em xin cảm ơn các thầy cô cũng như các quý đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe. Vâng xin uh, trân trọng cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Huy đã trình bày một cái báo cáo rất là hay. À, như các bạn đã biết con vi khuẩn này chúng ta đã biết từ lâu rồi nhưng mà nhiều khi chúng tôi cứ nghĩ là phải là những người nông dân hay những người có là tiếp xúc trực tiếp với bùn đất thì nó mới xảy ra nhưng mà hiện nay là ngay cả các thành phố rất là nhiều các đặc biệt là những người có thể trạng miễn dịch kém như đái tháo đường khá nhiều những người mắc nhiễm khuẩn huyết do con vi khuẩn này và thứ hai nhiều khi chúng ta không để ý không tìm được vi khuẩn chúng ta cho thuốc kháng sinh hai ba tuần đỡ chúng ta ngừng nhưng mà cái bệnh này nó lại tái phát rất là nhanh vâng xin uh, bác sĩ huy giải thích uh, tại sao uh, lý do gì phải dùng thuốc đến tận thời gian dài như vậy để cho các bạn uh, đồng nghiệp các nơi hiểu kính thưa thầy bình thì uh, như kính thưa thầy bình thì như là lúc nãy là em cũng đã trình bày ở trên slide ý, là một cái cơ chế bệnh sinh là vi khuẩn à, uh, seromalay này thì nó có khả năng Nó có thể xâm nhập vào các hạch, cũng như là tồn tại trong các hạch, né tránh cái sự đáp ứng miễn dịch của cơ thể. Thứ hai là vi khuẩn tạo ra những cái tế bào khổng lồ, làm cho những cái việc chúng ta điều trị kháng sinh, nó có thể nếu chúng ta không triệt để thì không tiêu diệt được hết vi khuẩn. Cái thứ ba thì nếu mà vi khuẩn thì thường có những cái ổ áp xe, cũng như là cái ổ mủ ở một số các micro áp xe ở trong khớp hoặc ở trong ở trong phổi thì như vậy nếu mà chúng ta không điều trị kháng sinh kéo dài thì vi khuẩn vẫn có thể uh, tái phát ạ. Em xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Huy bởi vì, vì chúng tôi đã cùng với đi một số nơi cũng đã gặp các các bạn điều trị rất là tốt sau 2 3 tuần cho các bạn ngừng kháng sinh lại thấy sáng sau bệnh nhân lại vào viện. Cho nên là đây là những cái rất là lý thú trong các loại vi khuẩn này. Xin cảm ơn bác sĩ Huy đã trình bày một cái chủ đề và xin hẹn gặp lại. Xin cảm ơn. Tiếp theo chương trình đến chương trình khám chữa bệnh từ xa. Trước hết là xin